À, rồi, Nghĩa xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh ITP Club Channel à, Chào mừng mọi người đã đến với video ngắn nhận định thị trường hàng ngày sau phiên giao dịch của mình à, Như vậy là chúng ta đã khép lại một phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới này Của tháng mới này, của quý mới Chúng ta đang ở trong uh, tuần đầu tiên của tháng 7 năm 2024 và là quý 3 của năm 2024 À, như vậy là, à, nửa à, sau của năm 2024 đang bắt đầu rồi anh chị và hy vọng là à, các khoản đầu tư của anh chị nhà đầu tư của mình trong à, 6 tháng còn lại của năm 2024 sẽ thuận lợi sẽ nở sẽ lớn mạnh và anh chị nhà đầu tư chúng ta sẽ kiếm nhiều lợi nhuận trên thị trường này. Rồi Thì à, đây sẽ là một cái video nghĩa muốn chia sẻ với anh chị nhà tôi tư chúng ta rất là nhiều thông tin mà video này có thể mình sẽ làm gặp anh chị nhà tư sớm hơn đó là chiều ngày hôm qua chủ nhật à, tuy nhiên thì không sắp xếp được cho nên nghe phải tích hợp vào sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì à, đây sẽ là một video nghĩa nhìn rộng hơn thị trường chúng ta trước tiên là nhìn qua tháng bảy à, sau đó chúng ta sẽ nhìn về những phiên giao dịch trong tuần này ok anh chị ha rồi à, đi vào nội dung của video anh chị nhé thì tham nêu nghĩa đang để trên màn hình đó là tháng 7 liệu Vinh Yên đấy có có đáy hay được hay không một cái dấu chấm hỏi ở đó thì nghĩa sẽ cùng phân tích bóc tách với anh chị nhà đầu tư của mình về các số liệu các điều chúng ta đáng chú ý để chúng ta có thể định hướng với nhau ra về thị trường à, trước tiên thì vẫn như thường lệ chúng ta sẽ nhìn qua những cái con số to và lớn hơn thì ở trong tuần vừa qua chúng ta sẽ có những cái biến động là từ đáng chú ý từ phía đâu rồi cũng như là các số liệu mang khuynh hướng của kinh tế thế giới thì chúng ta đón nhận gần nhất với nhau đó là cuối tháng 6 ngày 31 tháng 6 chúng ta có số liệu về chỉ số tiêu dùng cá nhân PC của Mỹ cái chỉ số đó là một trong những cái chỉ số yêu thích à, chỉ số yêu thích của à, fake dùng để tính đo lường về câu chuyện lạm phát và lãi suất thì cái việc này à, với một cái kết quả ở tuần vừa qua là một cái kết quả tích cực vậy. thì à, rõ ràng là cho một cái kết quả như chúng ta đã dự đoán với nhau về việc là pce chỉ số tiêu dùng cá nhân tháng năm của mỹ sẽ giảm à, thậm chí sẽ là giảm tương đối nhiều đó, đúng không chị ở đâu rồi đây à, tuy nhiên thì số liệu nó đang đưa ra cho thấy được đó là chỉ số tiêu dùng cái cá nhân pca à, của tháng 5 nó như dự đoán chứ nó không có quá nhiều cái sự chênh lệch rồi nó như dư dự đoán thì việc này nó cũng không tạo ra được quá nhiều cái sự đột phá và chúng ta thấy là đau dung à, không có gì biến động gì quá mạnh chị có thể thấy được ở trong phiên tăng giảm có thứ như một cái phiên giao dịch ngang việc này rõ ràng cho thấy được là một cái phản ứng bình thường và đây sẽ là một cái điều đáng chú ý à, trước tiên chúng ta sẽ thấy được đó là nó vì nó đang không có quá yếu tố bất ngờ thành ra để có một cái thay đổi về cái lộ trình của phép ở thời điểm hiện tại cá nhân của nghĩa đánh giá là không có một số nhà đầu tư thì đang kỳ vọng cũng như có một số bên đang kỳ vọng rằng việc với cái quả pce tốt ấy, của tháng năm tốt thì à, tháng chín cả sẽ giảm lãi suất tuy nhiên quan điểm của nghĩa thì nó không như vậy quan điểm của nghĩa thì nó sẽ hơi khác một tí à, vì đây là một cái quả không bất ngờ của mình dự đoán nè cho nên mình sẽ bảo lưu cái quan điểm của mình có thể là mặt bằng cái lãi suất của khách có thể sẽ kéo dài và thậm chí nó kéo dài qua cả tháng 9 đến cuối năm luôn thì may ra mới có những cái động thái thay đổi à, tại vì à, nếu như kết quả này nó mang một cái bước đột phá như vậy ví dụ như pse mà giảm 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 bốn cái số này mà giảm thì mình cho rằng có thể tháng 9 nó sẽ có một cái tỷ lệ lớn về câu chuyện là hết à, người ta sẽ giảm lãi suất sớm tuy nhiên thì với cái số liệu đó thì mình cho rằng cái quả của fake nó không có gì thay đổi người ta sẽ vẫn như nguyên cái mặt bằng lãi suất mà fake đã duy trì ở lâu nay đây hiện chị thấy số lượng kỳ vọng đang khá cao à, à, mình có cảm giác theo như cái dòng chảy của kinh tế thì nghe đoán rằng số liệu sắp tới là trong tháng 7 trong 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 tháng sáu vừa qua sắp sửa công bố bao gồm là CPI, PCE sẽ có xu hướng tăng nhẹ lại. Đây là cái dự đoán của Nghĩa. Điều đó nó sẽ mang ra một cái kết quả rằng phép người ta sẽ tiếp tục phải tính toán và theo dõi cho nên để có một sự kỳ vọng mà bây giờ thì nó hơi quá lớn. mà đương nhiên với việc mà Dow Jones chúng ta không có gì nó phản ứng một cái sự kỳ vọng thì chúng ta cũng không nói lên được là index chúng ta có gì khác bởi cái sự kiện này đó, ờ, đó là cái phản ứng đầu tiên mà chúng ta thấy thì nếu như chúng ta nhìn qua một cái xu hướng là dài hơn rộng hơn của Dow Jones thì như người là chia sẻ với anh chị là chỉ số Dow Jones nó đang trong một cái trạng thái là uh, xu nhịp tăng ngắn trong một cái xu hướng tích lũy trung hạn ở vùng cao với biên độ dao động sẽ siết dần uh, thì à, giai đoạn này nếu như mà chỉ số Dow Jones trong uh, tháng 7 này vậy trong tháng 7 này mà kịch bản tích cực là bất được đỉnh vùng giá 40.000 thì sẽ có một cái nghiệp tăng rất mạnh của chỉ số Dow Jones tiếp tục tiếp diễn. Và chỉ số này có thể tăng lại một nghiệp giống như là giai đoạn ở từ tháng 1 năm 20 tháng 11 năm 2024 tới bây giờ. Kiểu vậy. Tại vì chúng ta biết là bầu cử tổng thống Mỹ sẽ đang diễn đang bắt đầu tranh cử và sẽ, sẽ diễn ra trong năm 2024 này thì thường mỗi năm mà bầu cử tổng thống thì chỉ số chứng khoán Mỹ tăng, tăng tương đối tốt. À, câu kịch bản ngược lại kịch bản tiêu cực đó là chỉ số Dow Jones gãy và đơn giản nhất là phá lại đấy vùng 38.400 thì chỉ số này sẽ đau à, đau có một nhịp đau à, hiệp đau này có thể kéo dài khoảng cửa 2 cho đến 3 tháng mới có thể kết thúc cho nên đây là một cái góc nhìn rộng hơn về Dow Jones anh chị tư nào quan tâm rồi cái tiếp theo chúng ta theo dõi về những cái biến động của giá năng lượng À, cụ thể là giá dầu và thu WTI và giá dầu Brent thì chúng ta có thể thấy được là nếu như nhìn về giá dầu à, anh chị giá dầu thì anh chị có thể thấy được là giá dầu thu WTI và giá dầu Brent nó cũng đang mang một cái dáng vấp mà là chưa khó có cái biến thiên gì quá trong giai đoạn này cho rằng nó sẽ còn tăng nhẹ tăng nữa quay trở lại nhưng mà không thể vượt đỉnh à, rồi sẽ có một cú điều chỉnh ở đâu đó khoảng cỡ tháng 9 tháng 10 có điều chỉnh sụt giảm mạnh của giá dầu trong tháng 9 tháng 10 trở lại rồi có thể có những cái sự bất phá vào cuối cuối năm đây là cái trạng thái mà nghĩa đang thiên về nhiều hơn với chỉ số giá năng lượng cho trước tiên thì chúng ta sẽ nhìn về cái bối cảnh của giá năng lượng thì chúng ta có thể thấy được là trong giai đoạn tháng 6 là một cái mức tăng giá thì chỉ thấy được là giá xăng trong nước cũng đã tăng ra đây thì có nghĩa là đâu đó nếu như view thì bước qua tháng 7 chị thì mình cho rằng giá năng lượng có thể sẽ tiếp tục tăng ở nửa đầu của tháng 7. Sau đó thì nửa sau của tháng 7 sẽ hạ nhiệt. Thì rõ ràng anh chị nhìn này, cái tháng 6 giá năng lượng tăng, giá dầu, anh chị nhìn cả giá khí anh chị. Vì nhìn giá khí thì trong giai đoạn tháng 6 thì giá khí nó lại giảm, giá dầu nó lại tăng, thậm chí tăng tương đối mạnh trong tháng 6 như vậy bù trừ thì rõ ràng cái giá năng lượng nó sẽ thiên về khuynh hướng tăng nhẹ ở giá dầu và giá khí như vậy có nghĩa đây là một trong những cái yếu tố tác động với chỉ số CPI và PCE tháng 7 tháng 6 nhưng hôm nay mình phỏng đoán rằng PCE và CPI tháng 6 nó sẽ tăng nhẹ còn tháng 7 thì như nghĩa vừa đề cập với anh chị có thể sẽ là tăng nhẹ sau đó nửa tháng sau tháng 7 sẽ giảm đó, đó là cái quan tâm như vậy đánh giá về các cái số liệu cơ bản nhất để thấy được câu chuyện về lạm phát ở trên thế giới thì thật sự ở thời điểm hiện tại mình cho rằng nó chưa có cái gì gọi là quá thay đổi đâu với tình hình hiện tại đâu anh chị. Có nghĩa là câu chuyện là lạm phát, câu chuyện chính sách có nghĩa là nó vẫn gần như là sẽ duy trì những cái gì đã xảy ra ở những khoảng thời gian gần đây trong vòng vài tháng gần đây từ đầu năm 2024 tới giờ. Nhưng cho rằng chính sách nó sẽ vẫn duy trì nó chưa có gì thay đổi tại vì bối cảnh chúng ta chưa có gì thay đổi cả đó là cái yếu tố mà góc nhìn của nghĩa ha à, rồi đó là những điều mà mình muốn chia sẻ với anh chị đầu tiên về góc nhìn tháng 7 trong câu chuyện chính sách rộng tiếp theo chúng ta sẽ nhìn lại các số liệu kinh tế anh chị cũng đã đón nhận khá là nhiều các số liệu kinh tế ở trong tháng sáu trong tháng sáu vừa qua từ phía nguồn thông tin nó có rất nhiều đó à, thì nghĩa hay vừa sử dụng hệ thông tin trên thông tấn xã để nó có hình ảnh cho anh chị như tư mọi người dễ nhìn nó bắt bắt một tí thì quay trở về với kinh tế Việt Nam của chúng ta trong 6 tháng ha thì chúng ta thấy một cái số liệu đầu tiên ở trong tháng 6 đó là tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm tăng 6.42% và nó chỉ sau giai đoạn năm 2018 2019 gọi là đỉnh một đỉnh của chu kỳ kinh tế trước khi bước vào năm 2020 suy thoái. Đúng không vậy? Thì chúng ta thấy là nó chỉ sau đúng là 2015 này, 2018 2019 như vậy rõ ràng đang có một mức một sự phục hồi rất là đáng kể. Và giá trị tính tới 6 tháng đầu năm của năm 2024 thì tổng GDP tổng sản phẩm quốc nội đạt là hơn 2.900 tỷ, gần 3.000 tỷ cũng một con số cực kỳ ấn tượng, đúng không? Cầu 100 tỷ nữa là đến 3.000, một con số cực kỳ ấn tượng. Như vậy rõ ràng chúng ta có thể thấy được đó là uh, 6 tháng đầu năm nó đang mang một nền kinh tế tương đối ổn, à, một nền kinh tế Việt Nam tương đối ổn, mặc dù có khá là nhiều thử thách đó như vậy mặc dù khá là nhiều thử thách tuy nhiên thì có vẻ như các chính sách đang mang lại một kết quả tốt cho tới thời điểm hiện tại trong 6 tháng này đó là điều mà chúng ta có thể thấy được à, thì đây là cái thông tin đã ra ở trong cuối tuần vừa qua tuy nhiên thì anh chị có thể thấy được là trong phiên giao dịch sáng đầu tiên của tháng 7 này nó không có quá nhiều cái sự hưởng ứng sự tích cực nó nằm ở phiên chiều một lát người sẽ chỉ cho anh chị nhắc lại thôi thì việc này cho nên nó không tạo ra được một cái sự đánh giá ngắn hạn với thị trường nhưng nếu như là nhìn vì một bối cảnh dài tức là chúng ta còn 6 tháng còn lại của năm 2024 thì rõ ràng cái mục tiêu tăng, trưởng toàn năm 2024 từ 6.0 đến 6.5 phần trăm là có khả thi đúng không gì nghĩa có đánh giá với mọi người rồi là có khả thi từ đầu năm 2024 mình đã nói về việc là các chính sách đang nhất quán các chính sách đang nhất quán đúng không vậy? đó đó là cái yếu tố mà mình có thể đánh giá như vậy là bối cảnh kinh tế hoàn toàn có thể thuận lợi để có thể tăng trưởng. Thì như vậy là thị trường chứng khoán chúng ta sẽ có điều kiện để có thể phát triển. À mình không dùng từ là nó phải phát triển hay nó chắc chắn sẽ phát triển mà mình dùng từ đó là có điều kiện để có thể phát triển. Tại vì kinh tế thuận lợi thì chắc chắn thị trường chứng khoán nó cũng ít nhiều nào đó thuận lợi. Ok anh chị ha, rất nhiều vấn đề. Rồi. À, một cái số liệu tiếp theo mà chúng ta sẽ thấy đó là Số liệu về dị số lạm phát, à, lạm phát vào tháng 6 đang tăng nhẹ đến 0.17% so với lại tháng 5. À, đây là các cái số liệu được công bố và nếu như nói về lạm phát bình quân của 6 tháng đầu năm 2024 so với lại các năm thì đang tăng là 4.08%. Thì đây đang trong vùng mà lạm phát cho phép. Thì anh chị có thể thấy được là trần lạm phát vào năm 2024 phía ngân hàng nhà nước đang hoạch ra, cái chính phủ đang hoạch ra đó là 4,5% cho trần lạm phát vào năm 2024. Thì tính tới 6 tháng đầu năm vào năm 2024 chúng ta đang thấy được là mức lạm phát đã quay trở lại 4,8%. Như vậy là nó vẫn đang ra dưới mức trần nhưng nhìn thì nó đang ở mức cao vậy. Nhìn đang ở mức cao mọi người hãy thấy điều đó ha, đang ở mức lạm phát cao. Như vậy đây sẽ là một cái điều đáng chú ý cho giai đoạn 6 tháng còn lại của năm 2024. Và gần nhất đó là tháng 7. Ngày về tháng 7 này nó sẽ có nhiều cái điều à, thay đổi. Một cái điều mà mình cho rằng nó đang được nhiều nhà đầu tư cũng như rất nhiều sự chú ý của người lao động quan chức nhà nước. À, cái Rất nhiều bên đó liên quan tới công việc từ ngày 1 tháng 7 đi lương. À, từ ngày 1 tháng 7 đó là lương cơ bản sẽ được tăng và rất nhiều các nhóm lao động đấy có 10 nhóm lao động luôn chị đó, mọi người sẽ thấy có rất nhiều bài báo lương rồi lương hưu trợ cấp thất nghiệp mọi thứ rất nhiều vấn đề đã được đưa qua và từ ngày 1 tháng 7 chính thức tăng lên thì nếu như mà anh chị hình dung thế này có nghĩa là cái mức lương của tăng lên có nghĩa là thu nhập bình quân của đầu người sẽ tăng lên thu nhập bình quân tăng lên thì bắt đầu hoạt động chi tiêu sinh hoạt sẽ có nhu cầu nữa À, nghĩa không phủ nhận câu chuyện đó là chúng ta có tiền sẽ dành dụm tiết kiệm, nhưng mà à, mình vẫn thích một cái câu nói đó là bao nhiêu tiền cũng có thể sống được cả. À, người nhiều tiền sẽ sống theo kiểu của người nhiều tiền, người ít tiền sẽ sống theo kiểu của người ít tiền. Cho nên à, nếu như mà mức lương chi phí tăng lên thì nghĩa cho rằng đời sống sinh hoạt nó sẽ thoải mái hơn chút. Thì có nghĩa là hoạt động chi tiêu mua sắm sinh hoạt đời sống nó sẽ tăng lên một tí thì đây nó sẽ mang lại hai mặt mặt lợi thứ nhất đó nó sẽ kích rất là tốt về câu chuyện cung và cầu à, rất là à, dịch vụ bán lẻ hàng hóa trên thị trường của chúng ta trong giai đoạn sau tháng 7 trong tháng 7 này và sau tháng 7 này ở đây cũng là một cái điều mà anh chị nha tôi mọi người chú ý cái nhóm bán lẻ ở nhóm bán lẻ thường có một chu kỳ kinh tế thì nhóm bán lẻ nó hay phát lên vào quý 4 Tuy nhiên trong bối cảnh này thì nghĩ cho rằng quý 3 cũng sẽ là một cái quý đáng chú ý của nhóm bán lẻ từ câu chuyện cái chính sách tài khoá liên quan tới điều phối về lương. À, điều phối về lương. Đó là mặt lợi. À, mà anh chị thấy là mỗi khi mà dịch vụ bán lẻ hàng hóa tăng, cung cầu tăng thì thị trường chứng khoán nó có cái mức tăng. Đó là cái điều hay vận hành trong lịch sử thị trường của mình. Nhưng ngược lại, mặc nhược cái gì thì khi mà Uh, nhu cầu uh, tăng chi phí sinh hoạt tăng thì có nghĩa là lạm phát nó sẽ có khả năng tăng lạm phát có khả năng tăng có nghĩa là phát có thể nó áp lên uh, thậm chí là sát mức rằng là 4.5% mình cho rằng có thể một thời gian nào đó nếu như chúng ta vẫn đang thực hiện theo các chính sách ở từ đầu năm 2024 tới giờ đó là mọi thứ tập trung vào câu chuyện là phát triển kinh tế tăng trưởng GDP với mức 6.0 đến 6.5% thì vấn đề của lạm phát có thể nó sẽ đẩy lên cao trở lại lạm phát sẽ quay trở lại thậm chí là 6 tháng còn lại mà nếu như lạm phát như thế này thì rõ ràng chính sách nó sẽ hơi bị căng như vậy chính sách sẽ phải có những cái áp lực quay trở lại tiếp tục à, vấn đề chúng ta cũng đã thấy với nhau đó là vấn đề về mặt tỷ giá là cái vấn đề mà được nhiều nhà đầu tư nói gần nhất ở thời điểm hiện tại thì mọi người có thể thấy được là mặc dù định hướng khá là tốt các chị, mặc dù định hướng khá là tốt vì câu chuyện mang lại kết quả cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên đổi lại chúng ta đang có một cái áp lực trong vòng 6 tháng vừa qua thì tỷ giá đang tăng rất cao và anh chị thấy là từ thời điểm là giữa tháng 4 tới giờ tỷ giá vẫn đang neo cao chưa có một dấu hiệu nào hạ nhiệt. Mặc dù đã có khá là nhiều chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ hướng tới câu chuyện để bình ổn về mặt tỷ giá. Tuy nhiên nó chưa mang lại một kết quả. Và với một cái mức CPI đang tăng lên tới hơn 4% với đã nằm trong các phạm vi là tăng trần là 4,5% thì mình bắt đầu có những cái lo ngại về bối cảnh ở thời điểm hiện tại trong 6 tháng còn lại. Có nghĩa là nếu như có một thời điểm quá căng về công chuyện chính sách lạm phát quay trở lại tăng cao thì có khi sẽ có những cái động thái đọc chiều chính sách tiền tệ trong uh, 6 tháng còn lại của năm 2024 Nghĩ cho rằng nó sẽ xuất hiện. Và mình cá nhân của Nghĩa thì nghĩ cho rằng nếu sớm thì có thể nó đến trong tháng 7 này luôn. Nhưng mà nếu như muộn thì nó sẽ rơi vào tháng 9 của năm 2024 đó là cái cảm quan và góc nhìn của Nghĩa về các số liệu kinh tuyết. À, cái này Nghĩa có đánh giá trong hệ thống khách hàng của mình rồi tuy nhiên thì mình sẽ xin phép đó là không tạm thời chưa chia sẻ trên live stream hay là trên các video với anh chị. À, về đây là các cái, cái, số liệu Nghĩa dùng các cái à, mình dùng dữ liệu mình mua riêng về để mình đánh giá cho nên nha có thể đợi nó diễn ra thì nghĩa sẽ cập nhật với anh chị chia sẻ nhắc lại với anh chị sau ở đây nghĩ chia sẻ uh, tổng quan qua để mọi người có thể theo dõi đó đó là những cái lo ngại của mình à, uh, vấn đề nó nó đang có lợi có và nhiều khó anh chị hình dung đó là thị trường chứng khoán của chúng ta tăng trưởng thì chắc chắn nó phải có những cái biến cố đúng không anh chị uh, quá trình đi lên bao giờ cũng như vậy không có chuyện là thị trường đi lên một mạch. nhưng cũng không có chuyện là thị trường giảm xuống một đều uh, nó luôn có câu chuyện tăng giảm tăng giảm kể cả upgrade thì có thể đó là những cái thời điểm biến cố mà ví dụ như thì đường chúng ta đã tăng từ ở được từ tháng 3 và năm 2023 khi câu chuyện chính sách tiền tệ đảo chiều và chính sách nơi lỏng thì giả sử như tới một thời điểm mà chính sách tiền tệ quay trở lại là chính sách thắt chặt rất là tăng lãi suất ngay gái mà cho rằng có thể sẽ có một cái nhịp sập tiếp theo thị trường à, có một cú điều chỉnh nữa cho nên à, quá trình từ giờ cho tới tháng 9 anh chị nhờ tư mọi mọi người đầu tư thì mọi người cố gắng à, thận trọng giúp nghĩa ha à, có thể anh chị sẽ có một thời điểm nào đó trong 3 tháng này thì đường khá là thuận lợi cho anh chị đầu tư anh chị kiếm được rất nhiều lợi nhuận anh chị vui nhưng mà hy vọng là chúng ta không ngủ quen trong chiến thắng vẫn có một sự phòng vệ cho mình và vì mình có cảm giác là chính sách nó sẽ đang đến tới những thời điểm khá là căng anh chị đương nhiên qua một cái đầu tiên là gdp đang tốt thì có thể nó sẽ là một cái sự ủng hộ để chính sách chúng ta vẫn duy trì mềm dẻo nhưng nhưng mình cho rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ đến trong phòng quý 3 này mình có một cái góc nhìn quý 3 sẽ có thời điểm đảo chiều chính sách tiền tệ à đó là cái góc nhìn của nghĩa không biết góc nhìn của anh chị nhà tư như thế nào anh chị có thể để lại bên dưới comment mình ha rồi à, đó là cái thông tin những cái thông tin đáng chú ý tiếp theo chúng ta thấy là 6 tháng vừa qua chúng ta còn có khoảng tiếp tục là rút được hơn 15,2 tỷ USD vào kinh tế Việt Nam. À, và mà cái mức này là một cái mức tăng trưởng khá là rất là tốt trong những năm vừa qua à, tính từ chỉ như vậy là nói nó chỉ thua GDP nó chỉ thua là 2018 2019 thì bây giờ tăng trưởng kinh tế nó còn quay trở lại như vậy tăng trưởng kinh tế vốn thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI rót vào nó cũng như vậy à, mạnh nhất thì chúng ta đang có được Singapore rót vào Việt Nam à, và tổng vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký rót vào trong 6 tháng đầu năm là 15,1 nghìn tỷ như vậy là tiền đang khá là nhiều anh về thấy là vốn đăng ký mới đang nở hơn 9,5 tỷ ha, à, trong 6 tháng vốn đăng ký tăng thêm là doanh nghiệp đã có và tiếp tục và được bơm thêm tiền góp vốn ở một cổ phần là 1,6 ,6 tỷ USD như vậy nếu như chúng ta nhìn như vậy là tiền đang nhiều ha tiền đang nhiều 15,7 tỷ và nếu chúng ta nhìn qua cái các số liệu lân cận ví dụ như là tổng giá trị tăng thêm của hàng công nghiệp tức là BMI tăng khá là tốt và trong 6 tháng vừa qua đang mang một kết quả rất là tốt là 7,54% rồi xuất nhập khẩu 55 lâm thủy sản cũng đạt 2,29,2% À, và anh chị có thể thấy được đây là tháng có năm năm có mức kim ngạch xuất nhập khẩu tốt như thế nào à, kim ngạch xuất nhập khẩu tốt như thế nào À, xuất khẩu ta gì thấy xuất khẩu ta à, xuất khẩu anh chị ha chúng ta chưa bàn cái nhập mà cái điều thấy xuất tăng đang tăng tốt như thế nào và tổng kim ngạch xuất khẩu trong sáu à, 6 tháng đầu năm đạt là 358,3 tỷ USD à, và xuất khẩu tăng 100 trong năm tháng là 190 190 nhập khẩu là 170 nhưng mà là kim ngạch là 368 cộng vô. Nếu bù trừ vị chi anh chị trừ ra thì chúng ta sẽ đạt được đó là xuất siêu trong vòng 6 tháng đầu năm là hơn 12 tỷ. Đâu đó quanh 12 tỷ. Ở như vậy là trong 6 tháng vừa qua chúng ta vẫn duy trì một cái nguồn tiền, một cái nguồn thẳng dư ở trong kinh tế khá là ổn định từ hai mặt. Một đó là từ câu chuyện hoạt động xuất siêu. Hai là từ dòng vốn FDI đang rốt vào. Như vậy là tiền trong hệ thống chúng ta đang nhiều, đang ổn định. Cho nên chủ trương là mình cho rằng nó có điều kiện để có thể tiếp tục duy trì đó là bơm tiền. À, tuy nhiên câu chuyện bơm tiền thì chúng ta sẽ phải quy lại vấn đề. Đó là bơm tiền như thế nào và bơm tiền ra sao. Tại vì à, chúng ta cần phải chú ý cái vấn đề ở đây đó là làm phát như gì. Nếu như chúng ta đang bơm tiền trong vòng 6 tháng còn lại vào năm 2024. Và cái điển hình nhất là trong tháng 7 này mà nếu bơm tiền một cách đó là mất kiểm soát nó bơm tiền một cách ồ không có chủ đích hoặc là dòng vốn bơm ra nhưng không xoay vòng được đó là bơm có chủ đích nhưng mà bơm ra thì dòng vốn không xoay vòng được thì nó lại kích khá là nhanh về câu chuyện lạm phát sẽ tăng trở lại tức là tiền rẻ tiền ế tiền rẻ dàn dàn hàng nhưng mà hiệu suất nó lại không có gì cả như vậy lạm phát nó sẽ quay trở lại tăng thậm chí tăng khá là nhanh cho nên đây là một điều mà mình cảm thấy là chúng ta phải tính toán trong vòng 6 tháng còn lại có thể trong 6 tháng đầu tiên của năm 2024 nó khá là thuận lợi, tuy nhiên với nghĩa nghĩa rằng 6 tháng còn lại của năm 2024 sẽ là một cái thử thách à, cũng không hề dễ chinh phục khi chúng ta phải giải quyết khá là nhiều bài toán Có thể một sự ổn định nó sẽ sau thời điểm đảo chiều chính sách tiền tệ, cho rằng sau đó thì bắt đầu kinh tế chúng ta mới ổn cùng, à, từ giờ cho đến thời điểm mà có thể đảo chiều chính sách tiền tệ, như nghĩa nói là trong quý 3 này có thể là nó sẽ có khá là nhiều vấn đề càng phải được giải quyết ừ, lạm phát và tỷ giá đó là hai vấn đề càng chú ý nhất mà chúng ta có thể phải theo dõi à, 6 tháng đầu năm 2024 thì nghĩa chia sẻ với anh chị là nghĩa nói với người mười tạm thời không quan tâm về câu chuyện lạm phát nữa nhưng mà bây giờ nghĩa lại phải nhắc là anh chị anh chị phải chú ý lại điều này à ok đó là góc nhìn cá nhân của mình không biết góc nhìn anh chị nhau tư như thế nào anh chị để lại bên dưới phần comment ha à, rồi đó là những cái thông tin mà À, bối cảnh kinh tế mà mình cho rằng có thể tổng hợp và chia sẻ với anh chị à, đó. tháng 7 nó có một cái cơ hội tốt là liên quan tới câu chuyện là bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thì chúng ta cũng thấy được đó là ngày hôm nay những ngành bán lẻ thế giới di động các thứ đang tăng như thế nào đúng không đó là những điều mà chúng ta thấy về thị trường này rồi bây giờ chúng ta sẽ quay về thị trường chứng khoán của chúng ta trong 6 tháng đầu năm tháng 7 à, rồi tuần này như thế nào ngày mai ra sao ok anh chị nhà đầu tư mọi người đang xem tới video này anh chị dừng lại cho nghĩa một like một tim ở bên phần comment mình nhé một tin ở dưới comment mình chứ không phải ở bên không chat anh chị nhé đây là một cái video công chiếu cho nên những cái chia sẻ những cái tính toán những cái hiệu suất tương tác của anh chị mọi người có thể để lại ở bên dưới phần comment mình giúp nghĩa ừ. Rồi ok, đó là các số liệu về mặt kinh tế à. À, lâu rồi mình mới có một cái nội dung mình có thể nói với anh chị nhiều tư chúng ta về các cấp nhìn kinh tế như thế này ừ. rồi bây giờ quay về thị trường anh chị ha chắc là ngày sẽ đóng bớt mấy cái tab đi cho nó gọn ha PMI nãy nói rồi đúng không lương rồi tế rồi tỷ giá rồi ok rồi phép rồi rồi ok à, bây giờ chúng ta sẽ nhìn về thị trường của chúng ta à, trước tiên thì anh chị nhà tư mọi người sẽ thấy à, mình sẽ nhìn thị trường mình sẽ khác mọi khi và khi mình sẽ đánh giá là thị trường chúng ta kết quả sau đó mình mới đi vào xu hướng tuy nhiên ở đây nghĩa muốn tổng hợp để mình nhìn cho anh chị nhà tư chúng ta về mặt là xu hướng trước à, sau đó mình sẽ nhìn về lại thị trường của phiên dịch ngày hôm nay thì chúng ta đạt cách tháng cho nên chúng ta sẽ nhìn qua không tháng một cái thì nhìn không tháng thì người sẽ nhìn rộng ra một tí nữa đó là không quý thì ra nếu như nhiều về không đồ thị quý thì chúng ta thấy là thị trường đánh khoán đang rất là tốt từ thời điểm của năm 2000. Tức là từ thời điểm thị trường chứng khoán chúng ta bắt đầu hình thành lên tới bây giờ thì chúng ta thấy là thị trường chúng ta vẫn trong đà đi lên. Mới chưa có một cái uh, câu chuyện gì là đi xuống cả. Chúng ta vẫn đang trong một xu hướng uptrend cho một cái view rất rất là dài hạn. À, cho nên có nghĩa là nếu như mà có một cái hoạt động đầu tư kinh doanh nào mình cho rằng là tiềm năng thì chắc chắn thị trường chứng khoán với nghĩa nghĩa đánh giá là vẫn rất tiềm năng cho anh chị nhà tư chúng ta có thể tham gia đó là góc nhìn nếu chúng ta nhìn rộng và nhìn xa ra thì anh chị à, sẽ có một số anh chị nhà tư một người bật lại ý khiến kiến này nhưng mà mọi người đừng áp vào cái quan điểm của anh chị đó là anh chị đầu tư ngắn hạn trong vòng tháng 6 vừa qua anh chị không kiếm được lợi nhuận anh chị thua lỗ mà kêu tiềm năng cái gì thì nghĩa phải nhấn mạnh lại đây là góc nhìn rất rất dài hạn về đùa thị quý đó là một một quý nó cho anh chị một cái nấy tất cả ba tháng là một nấy thôi anh chị anh chị hình dung mà đây là một cái view rất là dài cho nên thị trường chứng khoán chúng ta vẫn đang trong một đà tăng trưởng về mặt dài hạn rất rất dài hạn cho nên để mà có một hoạt động đầu tư nào mình cho rằng hoạt động đầu tư chứng khoán sẽ là một hoạt động đầu tư tiềm năng đó là cái góc nhìn đầu tiên có nhìn thứ hai đó là chúng ta nhìn qua không đồ thị tháng thì chúng ta có thể thấy được là đồ thị tháng bạn đang rất đẹp, à, đồ thị tháng bạn đang rất đẹp và nếu như chúng ta nhìn như là bối cảnh của năm 2022 thì chúng ta tạo đáy ở giai đoạn tháng 11 và đi lên tới bây giờ thì không đồ thị tháng tức là view dài hạn đang up view dài hạn đang up đang trong một xu hướng đang dần trong xu hướng tăng, à tức là không tháng đang trong view view tăng anh chị ha trong xu hướng trend Ví dụ anh chị tự nhiên theo uh, lý thuyết đao phương Tây các thứ thì có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước đấy sau cao hơn đấy trước đúng không chu kỳ 2 năm 2022 tới bây giờ thì bắt đầu là đang trong xu hướng tăng nếu như nhìn vào Ichimoku thì tháng 6 vừa qua là một cái tháng rất bình thường à tháng 6 vừa qua là một tháng rất là bình thường vậy à một tháng điều chỉnh nhỏ trong một xu hướng dài hạn thôi không có vấn đề gì cả thì nếu như nhìn về không đồ thị tháng thì tháng 7 này sẽ là tháng rất quan trọng. À, nếu tháng 7 này mà tháng này và thị trường chứng khoán chúng ta có thể tạo đáy được sau cái tháng 6 điều chỉnh về mặt ngắn hạn tháng 7 tạo đáy ngắn hạn và quay trở lại tăng thì có thể xu hướng tăng này sẽ được gia cố và tháng 7, tháng 8 sẽ là tháng chúng ta đầu tư hết sức tuyệt vời trên thị trường chứng khoán này. Và thậm chí thị trường chứng khoán chúng ta sẽ trở lại và vượt được ngàn 3 để hướng lên những cái đích cao hơn, xa hơn đó là quanh vùng 1.400. À, à, 1469 vùng mà người đã nói với chị mình dự kiến có thể vào tháng 9 đó là kịch bản tích cực nhất có thể xảy ra ngược lại nếu như nhìn về khung đồ thì tháng mà thì tháng 7 này thì chúng ta không thể tăng được thì trường chúng ta không thể lo tạo được đáy ngắn hạn đó là tháng 6 có một dịp điều chỉnh ngắn hạn tháng 7 phải là một dịp tạo đáy và đi lên ở trong ngắn hạn thì nếu tháng 7 mà thì chúng ta không giải quyết được bài toán tăng mà ngược lại thì trường chứng khoán chúng ta lại giảm thì mình cho rằng là trong quý 3 này sẽ là một quý đầu tư cực kỳ khó khăn của anh chị thậm chí chứng khoán chúng ta sẽ có những cái cú điều chỉnh khá là mạnh vì cái vùng có thể là 1260 à, trong quý 3 này có thể là về vùng một ăn à, xin lỗi anh chị 1160 chứ chắc là vì lại đáy của giai đoạn tháng tư tức là đáy của quý 2 có thể quý 3 nó sẽ về lại đó Thì thành ra cái hoạt động đầu tư của anh chị nó sẽ gặp nhiều khó khăn à, cho nên tháng 7 này sẽ lắng thắng cực kỳ cần để thị trường có thể tạo đáy ngắn hạn và đi lên và nếu đây được thì thị trường chúng ta sẽ quý 3 này mình cho rằng nó sẽ phè phẫn cho anh chị anh chị đầu tư cực kỳ thuận lợi ha rồi đó là cái góc nhìn của nghĩa về không đô thị cuối tháng nếu chúng ta nhìn rộng ra ngắn hơn toàn tí chúng ta sẽ thấy không đô thị tuần thì không đô thị tuần chúng ta lại đang thấy được đó là thị trường chúng ta đang trong một xu hướng tăng theo bi chi thì anh chị có thể thấy được là à, kiếm may các thứ nó đã thể hiện là một xu hướng tăng rất rõ ràng rồi không có gì để bàn cãi gì nữa cho nên à, những à, cái tuần trước cận trước tháng 6, cuối tháng 6 điều chỉnh ba tuần này điều chỉnh thì nó chỉ là một cái nhịp điều chỉnh trong trung hạn chứ nó chưa nói lên là thị trường kết thúc xu hướng tăng trung hạn à chưa có vấn đề gì cả vậy cho gì chưa có vấn đề gì cả và nếu như mà à, thị trường chúng ta mà trong tháng 7 này à, chúng ta có khách sạn là 1236 cuối tháng 6 đầu vì thì điểm thấp nhất mà chúng ta có trong tháng 6 đó là 1240.3 ngày hôm nay chúng ta cũng có được 12040 như vậy là quanh cái vùng 1236 1240 tạm thời chúng ta cũng đã chấp nhận với nhau là cũng như là quanh có vùng khách sạn rồi đó đó là vùng thị trường đã về như vậy thì nếu như mà thị trường chúng ta kịch bản tích cực nhất đó là thị trường giữ được 1246 hoặc à, 1240 và đi lên à, đi lên thì à, chúng ta sẽ à, có được một à, tháng 7 khá là ngon có nghĩa là tuần đầu tiên của tháng 7 này nếu thị trường chứng khoán của chúng ta có thể quay trở lại tăng phục hồi à, chỉ cần tăng lên cao trên cái mức 1265 thôi thì là ba tuần còn lại của tháng 7 sẽ là ba tuần cực kỳ ngon và mình đánh giá thị trường chúng ta sẽ có cơ hội có thể vượt đỉnh được 1.300 trong tháng 7. Đó là cái đánh giá của Nghĩa nếu như kịch bản tích cực nhất. Ngược lại, nếu như cái tuần đầu tiên của tháng 7 này thì đường chúng ta phá vỡ luôn cái khách sạn, tức là mắc luôn cái vùng 1230, 1236 thì đường tuột luôn. Thì khi đó thì đường chúng ta sẽ có thể đi xa hơn một tí là về vùng 1205, bị giao găm của IG. Mà nếu như thị trường chúng ta giảm ở trong tuần đầu tiên này mà đi về đây á, thì trong tháng 7 này kinh doanh sẽ không hề ngon nữa và thậm chí trong từ tháng 7 cho đến tháng 9 kinh doanh đầu tư trong thị trường nó cũng sẽ không ngon nữa mà khi đó chúng ta chỉ có thể là lựa điều cơ mà gấp mắm tức là chúng ta đầu tư dần cổ phiếu và view rất là ngắn hạn chứ chúng ta không thể view dài hạn được à, vì thị trường nó sẽ không tạo điều kiện để cổ phiếu có thể tăng mạnh mà chúng ta có thể view một cái view dài để tìm vòng một cái lợi nhuận lớn à, đó là cái góc nhìn mà nghĩa có thể thấy được nếu như chúng ta nhìn vào phong đồ thị tung Ok anh chị ha. Như vậy, nếu nhìn về mặt xu hướng thì xu hướng này đang rất là quan trọng. Và nếu nhìn về khung đồ thị kỹ thuật phương Tây thì anh chị có thể thấy được ở thời điểm hiện tại. Chúng ta cần phải thấy được đó là trong tháng tuần đầu tiên của tháng 7 này nó tăng trở lại để làm gì? Để đường DMI cộng và DMI trừ nó lại tách ra với nhau và bắt đầu xu hướng tăng trung hạn dần dần mất đi. Cái này, tháng 7 nó đang cực kỳ quan trọng ở tuần đầu tiên này. Còn Iruna up là nó đã báo hiệu là đang trong vẫn đang trong xu hướng tăng rồi. Nhưng mà MACD thì đang thấy được, anh chị có thể thấy được là MACD đang có dấu hiệu điều chỉnh, mọi người chú ý nha. À, MACD là, là đang báo hiệu là vẫn còn có điều chỉnh chứ chưa kết thúc nhập điều chỉnh. Cái này ngày tuần đầu tiên này sẽ là tuần cực kỳ quan trọng. Chúng ta cần thấy được đó là index ít nhất là giữ được quanh khách sạn 1230, 1236 và không được giảm pha đáy nếu như phá khách sạn thì coi như là tháng 7 này tèo tháng 7 này không đầu tư ngon được đó mà nếu như mà tuần này ngon là có thể là tháng 7 này chính là tháng tàu đáy được trong ngắn hàng để thị trường của chúng ta có thể đi lên cả một quý ba này ngon ngẽ cho anh chị Ok cả nhà. đó là những cái góc nhìn của nghĩa cho thị trường chúng ta trong tháng 7 à, ha chú ý như vậy thôi thì chúng ta có thể kể những cái trend rộng ra Chúng ta kể những cái trend rộng ra thì anh chị có thể thấy được là Lỡ à, chị như nó sẽ tương đối với chính xác chứ nó cũng không có chính xác tuyệt đối đâu à, Ví dụ như mà kể những cái uh, rất nhiều cái vấn đề ra thì chúng ta có thể thấy được chúng ta có một cái trend tăng ở đây à, Giữ được một cái kênh uh, kênh ở đây Và cái vùng mà chúng ta chú ý với nhau đó là cái vùng quanh 1236, 1240, uh, 1237 30 anh chị thấy quanh ở điểm tiệm nút chặn chỗ này nó có thể nó khoảng cỡ 1 2 3 à, 10 1 2 3 6 quanh như vậy thì nếu như mà lũng cái đoạn này là coi như là gãy phá vỡ cái mô hình này là toan vậy thấy không rất là rủi ro nhưng ngược lại nếu như có thể dừng lại được ở đây thì đó nghĩa là chúng ta sẽ phá được một dịp phục hồi đi lên à, trước tiên là một dịp phục hồi đi lên đã đó, một dịp phục hồi đi lên và hồi lên được à, và có thể bất được cái mô hình này không thì chúng ta cũng phải đợi với nhau. Đó, nhưng mà nó sẽ có được cơ hội đi lên và tháng 7 này sẽ tháng thuận lợi cho anh chị theo cái nhịp này. Từ đây lên tới vùng ngàn 3. đó, đó là cái nhịp thuận lợi trong tháng 7. Ok. À, chi hay là phương Tây kỹ thuật thì mọi thứ nó đều trả về một kết quả tương đương nhau thôi anh chị. Rồi. Đó là cái đầu đánh giá về mặt xu hướng ha. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ quay về với thị trường của mình. video này nghĩ dự kiến nó sẽ hơi dài một tí chắc là đâu đó khoảng quanh một tiếng đồng hồ đó cho nên anh chị nhà đầu tư mọi người nếu như mà có thấy video dài thì hy vọng anh chị nhà đầu tư chúng ta sẽ vẫn tiếp tục theo dõi tại vì nội dung những nội dung mình chia sẻ là những nội dung mình móc ruột móc gan ra cần thiết để chia sẻ với anh chị hy vọng giúp anh chị nhà đầu tư mọi người có được một cái góc nhìn ổn hơn về thị trường một cái kế hoạch mua bán tốt hơn trên thị trường của mình Ừ, rồi ok thì à, nhìn về mặt kết quả thì phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị cảm thấy thị trường như thế nào anh chị cảm thấy thị trường đã tốt hơn chưa nếu anh chị cảm thấy là thị trường đã tốt hơn thì anh chị không mình cho nghĩa là bốn số 7 đi tăng 7 đi lên cho mình bốn số 7 còn nếu anh chị mà cảm thấy thị trường chưa tốt thì em anh chị có mình bốn số 1 vì hôm nay là ngày 1 tháng 7 À, nếu tốt chúng ta sẽ tốt cả 1 tháng 7 cho nên anh chị comment cho mình 4 số 7 ở dưới phần comment nếu anh chị cảm thấy phiên giao dịch ngày hôm nay đã tốt. Còn nếu anh chị nhỏ tư mà mọi người nhìn đây vẫn chưa nói lên được điều gì thì anh chị cho mình cho mình là 4 số 1 ha. Rồi. Thì để đánh giá tốt hay xấu chúng ta phải đi vào phân tích kết quả thì trước tiên chúng ta có phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới, tháng mới, quý mới đang tăng khá là tốt. Bất tăng của thị trường là trên chiến điểm với VN Index trên 7 điểm với VN30. À, phái sinh thì chúng ta cũng tăng được đến 10,7 điểm. Đó là các cái điểm số đáng chú ý. À, diễn biến của thị trường ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thật sự nó không quá là hấp dẫn đâu. À, chúng ta có thể thấy được là diễn biến thị trường khá là buồn ngủ trong phiên giao dịch tầm giấy khá là chán. Anh chị có thể thấy được là mất thanh khoản của thị trường chúng ta trong buổi sáng nó thấp như thế nào, đúng không? À, ở đây có một cái đánh giá của nghĩa cho hệ thống khách hàng của mình thì mình có nói đó là à, Rồi, à oh, xin lỗi. Trước tiên là thị trường tháng 6 chúng ta khép lại với việc chốt uh, nắp giảm mạnh. Sau phiên giảm mạnh, điều đáng chú ý là phiên thứ sáu cuối tuần thì trường chúng ta đạp ngược 15 phút cuối phiên và đủ bỏ nhân lực bán để yếu dần đi. Một dấu hiệu cuối của một nhịp điều chỉnh giảm, đó là điều đầu tiên người đánh giá. Vì thứ hai, nếu xét về xu hướng trung dài hạn thì xu hướng thì trường vẫn tăng một xu hướng tăng khỏe. Lúc nãy thì Nghĩa có chia sẻ với anh chị chỉ ra không đồ thị tung rồi. Ngắn hạn chưa có xu hướng và vẫn hiện là non crane còn trạng thái đang là một trạng thái giảm điểm điều chỉnh à, Với mức nghiệp giống như ngắn hàng, bước sang tháng 7 tuần đầu tiên nó sẽ rất rất quan trọng quyết định cả một xu hướng trong tháng 7 tới. Nếu đầu tuần mà thị trường chúng ta tiếp tục ép về vùng 1230, 1236 và bắt đầu trở lại hoặc sớm hơn là thị trường chúng ta mở cửa tham chiếu đầu tuần bắt đầu tăng trở lại tháng 7 sẽ là tháng rất tốt để kinh doanh ngắn hạn. Ngược lại, nếu tuần này thị trường chúng ta mắc 1230 thị trường đi xa xuống đau khoe ngắn hạn có thể hình thành một chơi ngắn hạn đi vào bế tắc với các vận động à, à, gần nhất thì kịch bản tích cực đang thiên nhiều hơn khi chúng ta đã có dấu hiệu sớm như bất động sản có thể tạo đáy chứng khoán đến vùng có thể tạo đáy hay những cổ phiếu thị trường có thể trở thành tâm điểm nếu thị trường chọn về và tăng trở lại tức là trộn về về quanh đây và bắt đầu tăng trở lại thì bất động sản và chứng khoán là hai nhóm ngành mà người đánh giá chú ý trong giai đoạn này À, vì yếu tố vĩ mô thì người ta đánh giá thị trường nó sẽ có những yếu tố rủi ro khi chính sách có vẻ đã đuối sức cái chuyện này người nói cho khách hàng mình rồi do đó thì nếu như thị trường tích cực thì trước tiên chúng ta sẽ tập trung cơ cấu hạ tỷ trọng với các cổ phiếu nếu anh chị có đang thua lỗ à, việc kinh doanh mà cổ phiếu mới sẽ duy trì ở một tỷ trọng vừa phải không phải mở rộng vốn kinh doanh kịch bản xấu nhất thị trường mắc một hai ba mươi trong tuần khả năng vì đau truyền clear danh mục dù lỗ bao nhiêu đi nữa à, Mình đánh giá dài tổng khách hàng của mình như vậy thiên về câu chuyện tăng nhưng mà vẫn đưa ra một quản trị rủi ro thì chúng ta có thể thấy được đó là phiên giao dịch ngày hôm nay à, thị trường của chúng ta về thấp nhất một lần nữa đó là quanh vùng 1240 1240 à, điểm một quanh 1240 một là cái điểm mà hôm thứ sáu đã đạp và phải chạm thì hôm nay thì chúng ta quay trở lại và anh chị có thể thấy được là thị trường chúng ta đang dần dần uống dần lên, lên nuốt nén dần lên Thế nên cái xu hướng tăng nó đang có vẻ như bắt đầu bắt đầu hình thành vậy thấy không nó đang uống dần lên nè đó à, đáy thấp đá thấp bắt đầu đang uống dần lên thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay có một điều mà thị trường tăng điểm xin lỗi anh chị nha xe cứu thương nó hơi khó chịu cái đấy cũng không phải là cứu thương nè cái đó có vẻ như là xe cứu hộ hay là xe dẫn đoàn gì đó thì nếu như chúng ta nhìn về cái cách vận động của phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta có thể thấy được là một sự mệt mỏi chán nản đang thể hiện trên thị trường. À, nhà đầu tư giao dịch không quá mặn mà, tăng thì cũng không có tự tin để mua nhưng giảm thì cũng không đỡ để bán. Đó là mọi người chỉ đang ngó nhìn cổ phiếu có bao nhiêu thì cứ thả như vậy, danh mục bao nhiêu thì cứ giữ như vậy. Đó. Thì chúng ta thấy là tổng đó, thị trường chúng ta mặc dù cái phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường chúng ta tăng được 9 điểm nhưng mà thanh khoản của Hosea chỉ có 13.000 tỷ. Yên chúng ta là 900 tỷ và à, HNOPCOM chúng ta là hơn 700 tỷ như vậy, vị chia cả 3 sàn của chúng ta trên ngày hôm nay. Thì chúng ta chỉ có đâu đó hơn, đây là cho ngàn 6 1.600 à, với lại 13.100, đó là hơn 14.700 tỷ. Vậy đây mình làm tròn là gần 15.000. Thì chúng ta chỉ gần 15.000 tỷ ở phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì anh chị có thể thấy được một điều đó là thanh khoản nó đang thấp như thế nào, thanh khoản thấp như thế nào thì ngay lập tức cái phiên thị trường chúng ta tăng điểm tốt vì mặt điểm số nhưng mà thanh khoản nó không tăng nhiều thì cuối phiên chiều nghĩa là nhận ngay một câu hỏi đó là thị trường này có phải tăng rướng không em tại vì anh chị thấy đó là thị trường tăng điểm nhưng mà thanh khoản không có thì quay lại ở cuối tuần qua có anh chị nào nghe cho nghĩa về cái kịch bản của thị trường mình có nói về yếu tố thanh khoản từ thứ tư tuần trước nghĩa là nói rồi thanh khoản nó sẽ cạn dần và nó sẽ giảm dần Thậm chí anh chị sẽ thấy mức thanh khoản duy trì nó dưới mức là 18.000 tỷ trung bình một viên. Những chị thấy là hôm thứ uh, 6 thì trường đạt, nhưng mà thanh khoản nó như thế nào. Hôm thứ 5 thị trường thanh khoản cạn như thế nào. Hôm nay thanh khoản thị trường chỉ còn dưới 15.000 tỷ. Nó rất, đi rất sát với những gì mình đã chia sẻ. Thanh khoản thị trường đang cạn dần. Uh, vì sao đoạn này thị trường tăng nhưng mà thanh khoản nó không có. Đó. Uh, Tại vì đoàn này chẳng có ai hầu hở thì có thể mua nếu như bố cảnh đánh như thế này cả. Nghe nói với anh chị rồi, đúng không ạ? Nếu anh chị có một cái sự kỳ vọng thanh khoản nó phải tăng thì chỉ có anh chị phải chờ thì đường giảm thì thanh khoản nó mới tăng. Thanh khoản giảm mạnh các thứ, sập các thứ, mở gấp giảm các thứ, mất 1, 2, 30 các thứ thì khi đó thanh khoản tự động nó tăng lại cho anh chị. Anh chị chờ đợi điều đó để kiểm định. Còn nếu thị trường nó có tăng ở trong tuần này, tuần đầu tiên của tháng 7 thì thanh khoản nó vẫn thấp. Có thể nó sẽ nhích nhẹ, ví dụ như ngày hôm nay thì được gần 15 ngàn. Ngày mai nếu thị trường chúng ta tiếp tục tăng ra điểm thì có thể thanh khoản nó sẽ lên cỡ 16 ngàn. Ngày mốt tăng thì có thể vẫn là 15, 16 ngàn. Tiếp tăng cái nữa có thể lên được 17, 18 ngàn. Tức là thanh khoản nó sẽ không có cái chuyện là nở rộ đâu anh chị. Cho nên anh chị đừng có kỳ vọng rằng là thị trường tăng thanh khoản tăng mới uy tín. Mà chúng ta chỉ view với nhau trước tiên đây là một cái sự phục hồi của thị trường chúng ta cũng chưa đủ điều kiện để chúng ta có thể đánh giá là thị trường chúng ta có thể tạo đáy à, sau phiên giao dịch ngày hôm nay vì một phiên thì nó chưa nói đây được điều gì cả nhưng trước tiên thì nó đang mớm cho thị trường chúng ta quay trở lại một cái cơ hội có một dịp phục hồi mà nghĩa đã chia sẻ với mọi người đúng không ạ à? đó là điều nghĩa chia sẻ với anh chị là thị trường chúng ta có thể trở lại phục hồi thì đây sẽ là cái thời điểm mà thị trường tăng thanh khoản nó sẽ vẫn tại vì uh, thứ nhất là những nhà đầu tư người ta đang cầm tiền người ta sẽ không người ta sẽ ngại để mua đuổi cổ phiếu trong thị trường như thế này vì nó không rõ ràng thứ hai là nhà đầu tư người ta đang cầm hàng người ta sẽ bán không phải là bán ào ạc à, bán tháo bán thống mà thị trường tăng thì người ta sẽ bán thay nhau bán có thể người ta sẽ bán hạ thưa từ từ còn và có một số nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu thì sẽ kỳ vọng cổ phiếu mình hồi nhiều hơn cái lực bán này sẽ không tuồn ra một lần đâu mà bán nó sẽ bán từ từ anh ra thanh khoản tạo ra để khớp lại được nó sẽ bé cho nên anh chị sẽ thấy tuần này thanh khoản nó vẫn thấp như vậy đây là cách vận động rất bình thường của thị trường ở một giai đoạn thị trường chúng ta phục hồi thanh khoản nó phải thấp à còn nếu như mà đoạn này mà thị trường phục hồi mà có thanh khoản cao ngay thì nó sẽ là một điều bất thường Và khi đó chúng ta phải chú ý anh chị ha. Rồi, ok, đó là cái cập nhật của Nghĩa. À, trước tiên về đánh giá về thanh khoản và con số. 1, 2, 40 đại dữ thì trường có kéo. Chúng ta đi vào cái cách vận động của phiên giao dịch ngày hôm nay thì về mặt dòng tiền chúng ta chưa có gì thay đổi của nước ngoài cả. Vẫn là bán rồng, cho nên không nói về câu chuyện này. À, quay trở về lại với thị trường của mình thì nếu như nói về nhóm ngành ở ngày hôm nay thì nếu như chúng ta có nhìn ở mức tăng điểm tốt nhất trong VN30 thì chúng ta có cổ phiếu VRE đã tạo đáy được và có thể nói với anh chị đó là VRE là một cổ phiếu từ tuần trước mình đã nói về việc VRE có dấu hiệu tạo đáy mà nếu như VRE có thể tạo đáy mà VRE quay trở lại đi lên thì đó là một cái liều doping với thị trường rất là mạnh tại vì anh chị biết yếu tố kéo điện của cổ phiếu này nó kinh khủng như thế nào đúng không VRE mà có thể ngày hôm nay VRE đánh trăng và xác nhận được mẫu hình hai đáy luôn à, VRE xác nhận mẫu hình hai đáy luôn nha anh chị Ừ. đâu rồi để mình à, uh, vẽ cái gì cho nó dễ nhìn nha buổi tên đây ok à đây một này đây hai này mới rồi thì mà to đồ thị ra đó, đó đáy một ở đây đáy hai ở đây đáy hai cao hơn đáy một xác hình hai đáy như vậy là vre vào mỗi mẫu, mẫu hình 2 đáy mà nếu vre vào mỗi mẫu, mẫu hình hai đáy thì vre có thể tăng quay trở lại vùng giá là hai ba như vậy đây sẽ rõ ràng là một cái yếu tố hậu thuẫn để giúp thị trường chúng ta có thể phục hồi trong tuần này sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay tiếp theo thì cái câu chuyện hồi nãy nghĩa có nói với anh chị vì nhóm bán lẻ thì chúng ta có thế giới di động tăng 5,45% và nếu chúng ta nhìn qua nhóm ngành thì chúng ta cũng có khá là nhiều cổ phiếu ổn ủng hộ chúng ta có pet tăng gần 3% và DC World cũng tương tự thì như vậy rõ ràng một điều chúng ta có thể thấy được là cái câu chuyện của nhóm bán lẻ từ cái các cái yếu tố kinh tế nó đang ủng hộ cho nhóm ngành này và ngày hôm nay thì thế giới di động tăng bất định thế giới di động tăng bất định và bất định uy tín À, tuy nhiên thì để gọi là có thể chắc chắn là bất định và đi vào một nhịp tăng mới hay không thì thật sự với thị trường này mình đánh giá là à, nó sẽ là 60 chắc chắn và 40 mươi à, sẽ fail. tại vì chúng ta thấy là giai đoạn vừa qua khá là nhiều cổ phiếu có thể bất định nhưng mà fail, rất phêu fail. À, về gần như chúng ta phải chấp nhận nguyên tắc là t cộng hàng về thua lỗ rồi phải cắt ngay lập tức luôn rất nhiều cổ phiếu điển hình đúng không à, nhóm thủy sản có vhc à, cao su thì có gvr không công có GVR cao su có DRC gần nhất đó thế giới di động thì mình không biết cứu bất định này có thành công hay không nhưng mà nếu như nhìn về bối cảnh của tuần này phiên giao dịch ngày hôm nay thì có thể say đây là một cái cú bất định trong một cái bối cảnh thuận lợi như vậy là các khả năng hàng về có lãi sẽ ngon cho nên đánh giá về thế giới di động thì đang là một cái yếu tố tích cực mà nếu như cổ phiếu này duy trì được cái nhịp bất định trong cái trạng này kết hợp thêm ông VRE có thể tạo lấy thì đây sẽ là một cái điểm đáng chú ý cho nhóm ngành cho thị trường à, rồi tiếp theo chúng ta nhìn như vậy thì trong VN30 ngày hôm nay chúng ta thấy có rất nhiều các cổ phiếu tăng xanh và đặc biệt chúng ta thấy có khá là nhiều cổ phiếu to đầu của nhóm ngành ngân hàng ví dụ như CTG hôm nay tăng đến 3,2% đóng cửa cao nhất phiên CTG thì không tuần là về tới hỗ trợ luôn tới đúng hỗ trợ đó là quanh vùng giá 31 và bật trở lại anh chị nào nhìn không tuần anh chị sẽ đánh giá được vì hỗ trợ và bật trở lại đó thì hôm nay vri cũng kéo rồi chúng ta có thêm vfb cũng quay trở lại tăng vfb cứ biên dưới biên trên biên dưới biên trên thành ra chúng ta có thể thấy được là một cổ phiếu ổn định ha và anh chị biết là vfb vẫn là một cổ phiếu khỏe trong nhóm ngành ngân hàng ở thời điểm này thành ra với vfb khi mà cổ phiếu này bật tăng thì nó thường nó sẽ có thể tăng tiếp tục như vậy là bối cảnh của chúng ta đang có là nhóm ngành ngân hàng có vẻ có nhiều cái sự đồng thuận kèm theo HHB thì hôm thứ sáu vừa qua chúng ta cũng thấy được là khối lượng tiền lớn như thế nào đúng không ở thời điểm cuối phiên tiền lớn vào như thế nào ở trước là từ 2 giờ cái 10 đến 2 giờ 15 sau đó thị trường bán thì ông này mới bị rụt đầu à, phiên giao dịch ngày mai ngay lập tức lấy lại điểm tăng như vậy chúng ta thấy được có khá là nhiều cổ phiếu đi lên à, BID rồi XAB, à, gas rất nhiều cổ phiếu của những ngân ngang hàng cũng tăng như là MBB nữa như vậy rõ ràng chúng ta có được ông đầu tàu lên thì đoạn này vì sao à, đáng chú ý ở những ngành ngân hàng và các cổ phiếu trụ, tại vì thanh khoản thị trường bé. thanh khoản thị trường bé thì thành ra thị trường muốn kéo điểm nó phải kéo trụ, muốn kéo điểm phải kéo ngân hàng, kéo ngân hàng thì mới kéo được điểm số, còn nếu như không có công ngân hàng thì không có được điểm số. cho nên anh chị cũng đừng có uh, góc nhìn đó là uh, tiền chỉ đang kéo ở ngân hàng hay kéo ở trụ những phiên kế tiếp. À, thị trường này xanh vỏ đỏ lòng các thứ như vậy là không nên Và chúng ta phải hiểu được là nguyên tắc là phải có được cái sự ủng mong từ ông này để giúp thị trường đi lên đương nhiên một sự phục hồi nó không thể đến từ đơn lẻ từ nhóm ngành một mình ngân hàng lấy một mình ngân hàng không thì kéo điểm không mà các cổ phiếu khác không có gì cái thì câu chuyện hồi cũng như không cho nên ngân hàng chỉ đóng vai trò đó là chắc xúc tác để nâng đỡ thôi còn lại mình cần các nhóm ngành khác có thể tăng cùng. Vì phiên giao dịch ngày hôm nay có một nhóm ngành đang đánh giá đang rất ổn đó là nhóm ngành uh, chứng khoán thì anh chị nhà tư mọi người có thể thấy được à. anh chị có thể thấy được là nhóm ngành chứng khoán là một nhóm ngành mà nghĩa có đánh giá uh, cho anh chị uh, trong hệ thống khách hàng của mình ở tuần trước nghĩa có nói với anh chị nghĩa có mở trong cái video nghĩa phát vào uh, sáng thứ bảy đúng không uh, sáng thứ bảy là nghĩa có nói uh, trong cái video đó đây, một dịp hồi cho nhóm chứng khoán từ tuần 1 đến à, ngày 5 tháng 7. Thì là nói rất kỹ ở trong thứ sáu ngày 28 tháng 6, ngày nói về điều này. Mong kỳ vọng chuyển à, thành à, nỗi sợ bậc chửi bớ ở đây. Tâm lý chán nặng cùng cực ở đây. Và mình đã chỉ ra dấu hiệu gần nhất của nhóm chứng khoán trong à, giai đoạn tháng tư à, anh chị thấy rõ rõ ràng như thế nào, đúng không? Đó, thì nhóm chứng nó đã có dấu hiệu ba hôm nay anh chị thấy là nhóm chứng quay trở lại rất tốt VDX là một cổ phiếu Nghị chia sẻ với chị là anh chị có thể bắt đáy tê cộng của cổ phiếu này ở vùng giá 19.5 đến vùng giá 20 thứ xấu nó đạt về vùng giá 19.9 và hôm nay cổ phiếu tăng hơn 6 phần trăm thì nếu như chúng ta xét về ngay cái điểm gần nhất là cho 20 đi chúng ta bắt được thì đến ngày hôm nay chúng ta đã lãi hơn 9 phần trăm với cổ phiếu này anh chị có thể thấy rất rõ ràng từ những cú hồi mà nếu người ta bắt đúng đáy thì cộng thì gần như lợi nhuận nó rất khủng cái cộng hàng về là lãi chín mươi rồi fps cũng là một cổ phiếu anh chị thấy là hồi quay trở lại agr cũng tương tự hồi quay trở lại bmx BVX, CTH rất nhiều cổ phiếu của nhóm chứng và bci là một cổ phiếu điển hình cho mô hình hai đáy bci là cho mẫu hình hai đáy các cổ phiếu khác thì cho mẫu hình mới một đáy t cộng hồi thôi À, thì à, rõ ràng ở tuần trước chúng ta có nhóm bất động sản ổn định à, cho dấu hiệu tạo đáy với dụ như Dg là một cổ phiếu điển hình đúng không? À thì à, tuần này chúng ta có thêm nhóm chứng khoán nữa thì nếu như à, trong cái đánh giá của nghĩa về thị trường nghĩa có nhắc tới là nhóm bất động sản có thể tạo đáy và chứng khoán đến vùng có thể tạo đáy anh chị thấy rõ ràng trong sáng ngày hôm nay mình nói không đó, thì như vậy đây là hai nhóm ngành của thị trường mà nếu như hai nhóm ngành này tạo đáy được ở trong tuần này thì thị trường giống bắn của chúng ta sẽ có thể tạo đáy được đó là những cái dấu hiệu mình đánh giá tốt sau phiên giao dịch ngày hôm nay rồi đó là những cái góc nhìn của nghĩa về kết quả như vậy là kết quả đang khá là ổn cho một cái nhịp phục hồi của thị trường còn để đánh giá sớm là thị trường chúng ta tạo đáy được cái chưa thì mình cho rằng là chưa à, như vậy là nếu như chúng ta nhìn về mặt kỹ thuật thì phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta có một cây nến tăng xanh khá là đẹp. À và tạm thời thì chúng ta giữ được vùng 1240 mươi đương nhiên vẫn chưa phá khách sạn. Thì nếu như nhìn về cái trạng thái này thì thị trường chứng khoán của chúng ta cái kịch bản tốt nhất là trong tuần này thì thị trường chúng ta có thể hồi tăng đó là lên vùng 1273. Và thị trường chúng ta sẽ tăng trong Tầng phiên và kèm rung lắc có nghĩa là thị trường chúng ta tăng và có lực bán tạo ra những cây nến kiểu có râu trên và dưới như thế này. Mình đánh giá nó sẽ kiểu bằng động như thế này. tương cái nhịp phục hồi nó là như vậy. Đó. Ừ, thường phục hồi là nhịp như vậy. Thì đây sẽ là một điều đáng chú ý. À, có quá sớm để nói rằng thị trường chúng ta có thể tạo đáy. À, đáy của nhịp T cộng thì có thể tại vì À, chúng ta nhìn qua những cái cách vận động ở hai tuần gần nhất rồi trong tháng 6 thì chúng ta thấy chưa có một phiên nào đánh theo kiểu này sau một nhịp giảm một nhịp điều chỉnh và cái cú đánh của ngày hôm nay thì nó thể hiện được một cái sự uy tín cho việc thị trường chúng ta có thể đi lên nên để thị trường chúng ta mà gọi là có thể có đáy anh chị thì bao giờ thị trường chúng ta cũng phải đi lên bằng hai đáy cả không có chuyện thị trường chúng ta đi lên bằng một đáy anh chị nhé ít khi thị trường chúng ta đi lên bằng một đáy lắm mọi người chú ý dần nhé À, ví dụ như mọi người nhìn thì đường chúng ta ở trong giai đoạn tháng tư thì trường chúng ta đi anh chị, thì trong tháng tư thì trường chúng ta đi, mấy à, ngày này nó hơi. lắc mình sẽ chỉnh lại sau. chúng ta nhìn nếu như muốn có đáy và đi lên chắc chắn thì đường bao giờ cũng có hai đáy cả, nha, thì đường bao giờ cũng có hai đáy cả anh chị ngày 19 tháng 4 một đáy và ngày 23 tháng 4 một đáy, anh chị nhìn không ngày anh chị sẽ chưa thấy rõ. Thì nếu anh chị nhiều mà không đồ thị không đồ thị giờ anh chị, mọi người nhìn cho mình không đồ thị giờ. Đó. Anh chị nhìn cho mình không đồ thị giờ thì anh chị nhìn năm tháng 4 anh chị thấy rất rõ hai đáy. Đó không? Mọi người thấy rõ hai đáy không? Đó một đáy nè. Một đáy nè. Rất rõ hai đáy luôn và đáy sâu cao hơn đáy trước anh chị thấy không? Và sau đó thì đường có một pullo đi lên khá là ngon sau cái nhịp chỉnh này. Cho nên nếu như nhìn vào phong đồ thị H1 thì phiên giao dịch ngày hôm nay mình có thể gọi là một đáy tại vì nó rõ ràng hơn. Và đoạn này nó sẽ uy tín hơn đoạn này, nó không bị fail đâu. nếu nhìn vào H1 thì có thể sẽ có được một cái đáy ở đây thì bây giờ để thị trường chúng ta nếu như mà thị trường chúng ta chỉ một mặt từ phiên dịch ngày hôm nay và thị trường đi lên á thì thị trường mình đánh giá chỉ đây chỉ là một nhịp phục hồi. nhịp phục hồi này chỉ đánh giá được một nhịp T cộng trong tuần này với điểm cao nhất đó là hướng lên vùng 1273. Đó, à, hướng lên cao nhất. À, như vậy là sẽ có một cái câu hỏi là liệu đây thị trường có một đáy và đi lên luôn hay không thì nó vẫn có một cái xác suất đó có nghĩa là thị trường chúng ta sẽ đi lên trong sự nghi ngờ và đương nhiên thanh khoản nó bắt buộc nó phải duy trì ở mức một mức thấp đều chứ không có chuyện là thanh khoản tăng cao và thị trường đi lên phải là thanh khoản thấp thì mới là đi lên trong sự nghi ngờ vậy chú ý điều đó và thị trường chúng ta có thể thậm chí là vượt luôn cả 1273 lên tặng 1278, 1280 và sau đó thị trường chúng ta tích lũy lại được một kịp trên đó và tiếp tục quay trở lại trong 3 tuần tới của tháng 7 nữa đó là kịch bản vẫn có thể xảy ra dạ, yeah, như vậy là ngày hôm nay có một đáy Kịch bản thứ hai đó là buổi sáng ngày mai thị trường chúng ta tăng điểm. Buổi sáng ngày mai thị trường chúng ta tăng điểm. Và sau đó từ uh, qua phiên chiều hoặc là bước qua phiên sau thị trường chúng ta quay trở về giảm. À, thì nếu như thị trường chúng ta giảm mà thì đây sẽ là một cái điểm để chúng ta chú ý xem từ thị trường chúng ta có liệu tạo được cái đấy thứ hai trong hay, hay không giống như thế này hay không vậy đó liệu thị trường chúng ta có thể tạo được cái đấy thứ hai hay không mà chị chú ý nha. đây đó đấy thứ hai hay không nếu như thị trường chúng ta tăng được hồi được sau đó quay về giả mà tạo được đáy thứ hai thì như vậy chúng ta sẽ có đáy chính thức cho một nhịp đi lên của thị trường trong tháng 7 cực kỳ ngon à, cho nên nếu anh chị nhà tư mà mọi người có một sự kỳ vọng ra là thị trường chúng ta tăng tiếp ngày mai ngày mốt nữa thì tạm thời anh chị sẽ không nghĩ về việc thị trường chúng ta tạo đáy đã xong mà chỉ view với nhau là một hồi thôi còn nếu anh chị nào mà muốn có đáy thì anh chị sẽ phải có phải chấp nhận việc đó là có thể là trong à, bọn thưởng người giao rằng là sớm sẽ là chiều ngày mai chậm có nghĩa là đến thứ tư thì đường chúng ta sẽ quay trở lại giảm điểm và giảm điểm nó sẽ đè thì đường chúng ta quay trở về quanh vùng 1 hay 40 có thể là cao hơn để sắp xác nhận hai đấy và thì đường sau đó mới chính thức tạo đáy đi lên cho nên mọi thứ chúng ta cần phải chờ đợi có sự xác nhận chứ không phải chúng ta sẽ cứ ao ao rào rào mà chúng ta đi mạnh mẽ mà chúng ta không ok anh chị anh chị chú ý điều này giúp nghĩa ha không hề tự tin và nhanh với thị trường này đó là điều mà mọi người chú ý rồi đó đó là kịch bản và thị trường trong ngày mai và những viên ghi tiếp à, nếu như nhìn về ngày mai thì có hai kịch bản kịch bản đầu tiên đó là thị trường chúng ta có thể sẽ tăng luôn à, cả một phiên cổ phiếu sẽ hồi kịch bản thứ hai là sáng tăng và thị trường chiều sẽ hạ à nhiệt, sau đó bước qua thứ tư thị trường sẽ giảm điểm để kiểm tra xem khả năng tạo được đáy 2 hay, hay không. À, nếu thị trường tạo được đáy hai thì chúng ta sẽ có thể tự tin đẩy mạnh hàng trở lại, à, đẩy mạnh hàng trở lại, thậm chí chúng ta sẽ phun hàng. Được à, chưa? Còn câu chuyện phun Mojin thì phải đợi sâu nữa. Nếu chị nào có định hướng phun Mojin thì anh chị phải đợi là sâu thì thị xác nhận tạo đáy xong tạo đáy xong thì phải có dòng dẫn dòng dẫn chúng ta mới phun merging và chúng ta sẽ tập trung đánh vào dòng dẫn đó thì đó là cái góc nhìn mà mình có chia sẻ với anh chị nhà tư rồi cái này cứ từ từ mà giao dịch không có gì phải vội vàng đi đâu cả đừng anh chị nhà tư đừng nghe cắt trên các diễn đàn anh chị theo lúc này là thị trường tạo đáy rồi lên rồi bây giờ đợi dòng dẫn là phun merging chưa có đáy xong xuôi vậy chưa xác nhận được đây là đáy à, hoàn chỉnh đâu đây chỉ là một đáy do nhịp hồi của thị trường lên bề hoặc là đáy hai hoặc là phải vượt cản tích lũy à, sau thì xác nhận là đáy hoàn chỉnh rồi mới mới tiếp tục đánh cho nên thị trường nó sẽ cần giai đoạn một phiên nó chưa nói lên được quá nhiều điều đâu anh chị và một phiên nó chưa thay đổi được xu hướng cho nên anh chị như tôi chúng ta sẽ phải chú ý nhưng có một cái điều khá quan trọng của thị trường ở thời điểm này mà ừ. chúng ta đang thấy được nếu ta nhìn anh chị đó là cái áp lực của thị trường nó đang vơi dần đi nếu anh chị mọi người kể những cái trend tăng trend line đúng không mọi người kể những cái trend line à đó. mọi người kể những cái trend line thì anh chị thấy là các trend line nó đã có những cái điểm gãy à đó các trend line nó đang có những cái điểm gãy như vậy là phiên du lịch ngày mai trường chúng mà gãy thì có thể là là bản mà mình cho rằng thì trường tạo đáy hai nó sẽ về tạo đáy ở quanh cái vùng một hai bốn bảy anh chị 1247, 1245 đó là vùng mà người đánh giá nó sẽ tạo đáy hai ok. Tại vì nó sẽ test lại cái trend này. Nó lại cái trend này. Để thị trường chúng ta có thể cứng hơn. Test lại cái trend này. Quanh 1245, 1247 mình dự kiến có thể là điểm đẹp để tạo đáy hai Đó, thì chỉ cần ngày mai thị trường tăng cái là thị trường thoát, thoát khỏi cái trend giảm. Trong ngắn hạn tức là cái nhịp điều chỉnh của thị trường chúng ta trong vòng 3 tuần vừa qua, trong tháng 6. Như vậy là thị trường nó đã bắt đầu ổn hơn, tức là chuyển được trạng thái từ trạng thái điều chỉnh giảm rung rũ sang một trạng thái mới. Trạng thái mới không thể nói lên là trạng thái tăng, mà trạng thái mới có thể nói lên là trạng thái tích lũy hoặc là trạng thái sẽ tạo đáy và vào trạng thái tăng. Cho nên nó có nhiều biên số thì chúng ta phải đợi, nhưng không phải chúng ta vội vàng, cứ giao dịch từ từ cho Nghĩa. Rồi, ok. Đó là những cái đánh giá của Nghĩa về thị trường. Thì với cái thị trường như vậy thì mình cho rằng cái những cái nhóm ngành mà mình à, sẽ tập trung trong giai đoạn sắp tới thì anh chị vẫn tập trung cho nghĩa ở hai nhóm đó là nhóm thép và nhóm à, chứng khoán ở nhóm thép thì mình có thể thấy được đây là một nhóm ngành nó đã điều chỉnh khá là sâu với thị trường và nhóm này thì cũng đang mong mang mong mang cho khả năng có thể tạo đáy được à, nhóm thứ hai đó là nhóm à, chứng khoán. Đó, nhóm chứng khoán là một cái nhóm mà cũng đã đánh vùng để có thể tạo đáy được rồi thì trong hai nhóm này thì nếu như trong tháng 7 này thì nghĩa có vẻ thiên về nhóm chứng hơn và đặc biệt thì chúng ta cũng chú ý chúng ta sẽ sắp sửa bắt đầu rồ rỉ các thông tin liên quan tới báo cáo tài chính và khi có báo cáo tài chính thì nghĩa cũng có thể là định hình hơn được về nhóm ngành sẽ là nhóm ngành dẫn sóng Tại vì kết quả kinh doanh nó sẽ phản ứng được là doanh nghiệp đó nhóm ngành đó có tiềm năng như thế nào thì theo góc nhìn của mình mình đánh giá rằng chứng khoán sẽ là một nhóm ngành tiềm năng À, thì anh chị nhà tư mọi người sẽ chú ý cho mình ở giai đoạn hiện tại ha rồi thì kế hoạch của chúng ta cho phiên giao dịch ngày mai thì trước tiên đó là với các anh chị nhà tư mà mọi người à, đang có cổ phiếu thua lỗ thì anh chị mọi người sẽ canh cái nhịp hồi này trước tiên là hạ tỷ trọng cho mình và đương nhiên cái cách phù hợp nhất đó là anh chị sẽ tê không đó à, thì ngày hôm nay anh chị nhà tư mọi người có thể thấy được rõ ràng ở trong phiên chiều anh chị Mọi người có thể thấy được này. Trong phim là mọi người đợi tí nhé. Ừ. Được ta nó không phải thị giờ không khó nhìn nha. Ok, chụp cái này là anh chị biết. Đây này, à, cái thời điểm mà thì chúng ta mới ở bước vào phiên chiều chưa được 2 giờ. Thì à, nhóm chứng khoán bắt đầu rục rịch trở lại và người nói là có dấu hiệu tạo đáy thì thường có sẽ chọn hồi rồi đó. Anh chị có thể canh không ngay tốc lúc này nhớ tuy không chưa phải bắt lại như thấy không mình nói. Và sau đó thì mình có cho việc đó là ông VRE kéo tím ông VRE kéo tím à, thì nghĩa có cho hệ thống khách hàng mà với các cổ phiếu t không hôm nay gì có thể giữ qua ngày mai chốt à, tức là ngày mai t không mà ngày mai sẽ chốt cái này với kịch bản của thị trường hiện tại thì với anh chị nhà tư mà mọi người đang có à, cổ phiếu thua lỗ thì một lời khuyên là chúng ta sẽ canh hồi để hạ tỷ trọng nhớ là hồi hạ tỷ trọng cho mình À, không có gì phải lăng tăng thị trường này đâu ha hồi là hà thị trọng, hồi là để anh chị bán hàng chứ mà phải hồi là người ta nuôi chúng ta lại kỳ vọng là thị trường tạo đáy ngay và thị trường đi lên à, hồi mà anh chị không hà tới lúc mà thị trường nó quay trở về nó giảm nó tạo đáy hai giả sử nha giả sử thị trường giảm thị trường tạo đáy hai mà anh chị tôi mọi người không nhận diện được anh chị hỏi anh chị bán hồi không bán giảm anh chị để bán cắt lỗ là coi như là toan đó anh chị cho nên mọi người chú ý về thị trường này đó đó là cái uh, điều mà chúng ta sẽ thấy hồi là phải hạ tỷ trọng còn với các anh chị như tư mà người đang cầm tiền thì thật sự để mà anh chị có thể mua cổ phiếu thì mình cho rằng ngày mai sẽ là một cái thời điểm chúng ta có thể xem xét là mua t trọng nhưng mà mua thì mình cho rằng anh chị chỉ mua một phần tại vì ngoại trừ các khả năng anh chị vừa mua xong thì cổ phiếu nó lại điều chỉnh nó giảm để quay trở về tạo ở đáy hai cho nên có khi sẽ thay xoay chuyển từ câu chuyện là t trọng uh, trở thành là bắt gôn trước một phần đó anh chị như tư nào có nhiều tiền thì có thể định hướng theo kiểu đó ok cả nhà ha rồi đó là những cái góc nhìn của nghĩa về thị trường của chúng ta trong tháng 6 trong tuần vừa qua kinh tế vĩ mô như thế nào và gắn góc nhìn ngắn hạn ra sao tuần này nên làm gì anh chị nên ra cư xử ra như thế nào ok còn cụ thể các cổ phiếu mà anh chị mọi người quan tâm thì chắc là chúng ta sẽ hẹn nhau trong buổi livestream tối ngày hôm nay lúc à 20 giờ, ha. nghĩa có tạo uh, nghĩa có livestream vào lúc 20 giờ tối trên kênh Ichimoku Việt Nam. Anh chị yêu tư mọi người có thể theo dõi nhé. Uh, nghĩa và anh Vương thì có sẽ hỗ trợ trực tiếp với anh chị. Rồi chắc là chúng ta sẽ kết thúc uh, video ngày mai tại đây. Uh, anh chị nhà tư mọi người đang uh, theo dõi. Nếu như anh chị cần hỗ trợ sát hơn, nhanh hơn thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với nghĩa qua số điện thoại hoặc là zalo có trên màn hình cũng như bên dưới phần comment anh chị có thể liên hệ mở tài khoản tại SSI với ID là 2760 nếu chị đang giao dịch tại các công ty chứng khoán khác. Còn nếu chị đã có tài khoản tại SSI thì anh chị chuyển ID về, nghĩa sẽ hỗ trợ anh chị. À, anh chị liên hệ với mình mình hướng dẫn ha, quay không tất cả mọi người. Rồi, chúc anh chị nhà tư chúng ta ngày mai có một phiên giao dịch thật sự là tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.